Trận đấu giữa Liverpool vs Fulham thuộc vòng 14 ngoại hạng Anh. Trận đấu diễn ra trên sân nhà Anfield của Liverpool vào lúc 21 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023. Nhận định bóng đá Liverpool vs Fulham, Liverpool đang có dấu hiệu bất ổn khi để mất điểm tới 2 lần trong số 3 vòng đấu mới đây tại ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, chiến thắng tương bừng 4, không trước LASK Linh dạng sáng ngày thứ 6 đã giúp đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp đảm bảo tấm vé vào vòng knockout Europa League với vị trí nhất bảng dù vẫn còn một lượt trận nữa mới hạ màn. Trận thắng này cũng đánh dấu kỷ lục 10 trận trên sân nhà gần nhất thắng với cách biệt ít nhất hai bàn của Liverpool. Lúc này Liverpool sẽ hướng sự chú ý trở lại đấu trường ngoại hạng Anh, nơi mà The Cop đang đặt rất nhiều quyết tâm trong việc lật đổ sự thống trị của Man City. Trận hòa nửa xanh thành Manchester cuối tuần trước giúp đội chủ sân Anfield tiếp tục tạo thành cuộc đua tam mã tới ngôi vô địch khi đứng thứ ba trên BSS với 28 điểm, chỉ kém Man City một điểm và Arsenal ở ngôi đầu bảng 2 điểm. Theo đó, họ toàn thắng cả 10 trận sân nhà đã đá ở mùa giải năm nay. Trong đó, Salah cùng đồng đội đều có được chiến thắng với tỷ số cách biệt. Với thống kê này, người hâm mộ có thể tin tưởng vào Liverpool ở trận tiếp đón Fulham ở trận sân nhà Anfield. Khác với đối thủ, Fulham sở hữu phong độ trồi sụt chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 3 lần ở 5 vòng đấu mới đây tại ngoại hạng Anh. Càng lo lắng hơn, Fulham để thua tới 7 trong số 10 trận đấu gần nhất chạm mặt Liverpool. Trước phong độ bất ổn đó, Fulham nhận thất bại trước Liverpool là kết quả đã được dự báo từ trước. Trận đấu đầy kịch tính giữa Man City và Liverpool ở vòng 13 đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đây được xem là kết quả vô cùng thành công dành cho Liverpool khi các học trò của Jurgen Klopp làm khách tại Thánh địa Etihad. Liverpool lép vế trong phần lớn thời gian để cho đối thủ dẫn trước nhưng đội bóng vùng Merseyside đã thể hiện bản lĩnh ở những phút cuối trận. Alexandrano lập công giúp Liverpool có được một điểm. Sau khi xuất sắc cầm hòa Man City, Liverpool giành chiến thắng 4-0 trước LASK ở Europa League cách đây ít ngày. Huấn luyện viên Jurgen Klopp thậm chí không sử dụng đến đội hình mạnh nhất. Ông đã thay đổi chín vị trí ở đội hình xuất phát so với trận gặp Man City. Vậy nên các trụ cột của Liverpool hoàn toàn có nền tảng sung mãn nhất để đối đầu với Fulham. Điều đáng lo nhất với Liverpool vào lúc này là sự vắng mặt của thủ môn Alisson. Thủ thành người Brazil đã nhiều lần ngăn chặn các cơ hội ghi bàn rõ rệt của các đối thủ ở mùa giải năm nay. Alisson hiện đang sở hữu tỷ lệ cứu thua cao nhất giải Ngoại hạng Anh (81,55%). Ở phía bên kia chiến tuyến. Fulham đã đánh bại Úc 3, 2 ở vòng đấu trước. Chiến thắng này giúp Fulham gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ 18 là Sheffield lên 10 điểm. Việc ngắt được bạch trận không thắng ở ngoại hạng Anh phần nào đó giúp thầy trò Marco Silva có thêm đôi chút sự tự tin trong chuyến làm khách tại Anfield. Tuy nhiên, sẽ không dễ để Fulham giành điểm trước Liverpool tại Anfield. Mùa giải năm nay, Liverpool thi đấu 10 trận trên sân nhà và toàn thắng cả 10, ghi 31 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 lần. Phong độ Lịch sử đối đầu Liverpool vs Fulham, Liverpool đang thi đấu khá quá tệ trong thời gian gần đây. Đội chủ sân Anfield có thành tích 2 thắng, 2 hòa và để thua một trận trong 5 trận gần nhất. Liverpool vẫn duy trì thành tích bất bại trên sân nhà kể từ sau thất bại trước Real Madrid vào giữa tháng 3 năm nay. Liverpool đã toàn thắng 6 trận đấu sân nhà trong khuôn khổ ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Fulham đang chơi khá tệ trong 5 vòng đấu gần đây tại ngoại hạng Anh. Các học trò của Marco Silva nhận tới 3 thất bại. Họ chỉ vừa mới ngắt được mạch 4 trận thua liên tiếp ở vòng đấu trước khi đánh bại Úc với tỷ số 3, 2. Fulham và Liverpool đã gặp nhau 73 lần trong lịch sử. Liverpool vượt trội hơn khi giành đến 42 chiến thắng và chỉ để thua 13 trận, 18 trận còn lại có tỷ số hòa. Lần gần nhất Fulham đánh bại Liverpool là vào đầu năm 2021, khi đó Fulham đã vượt qua một Liverpool đang khủng hoảng trầm trọng với tỷ số 1, 0. Liverpool bất bại ở cả hai trận đấu với Fulham ở mùa giải trước. Thông tin lực lượng Liverpool vs Fulham, huấn luyện viên Jurgen Klopp tiếp tục không có sự phục vụ của Bicetic và Thiago, bộ đôi tiền vệ người Tây Ban Nha đã vắng mặt kể từ đầu mùa giải. Hậu vệ Robertson dính chấn thương vai trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 10, chỉ có thể trở lại thi đấu vào đầu năm sau. Jota và Alisson gặp phải chấn thương sau trận đại chiến với Man City và sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Về phía Fulham, huấn luyện viên Marco Silva đón chào sự trở lại rất quan trọng của tiền vệ phòng ngự Joao Palinha sau án treo giò. Muniz, Benna và Adama Chauré tiếp tục vắng mặt do chấn thương.